Xin chào và chào mừng bạn đã quay trở lại cùng với kênh YouTube của Nguyễn Đình Quang. Trong video ngày hôm nay, Quang muốn chia sẻ cho bạn một cái quy trình để giúp cho bạn có thể nuôi được một tài khoản TikTok chuẩn. Cũng như là từ đó thì khi mà bạn bắt đầu đăng video lên, nó sẽ nhận được nhiều lượt xem ban đầu hơn. Cái vấn đề này thì Quang thấy rằng có rất nhiều những bạn chúng ta gặp phải, thậm chí chính bản thân Quang cũng đã từng gặp phải. Đó là chúng ta lập kênh xong nhưng chúng ta không biết cách tối ưu nó. Chúng ta không biết cách để đi tương tác và sau đó dẫn đến việc là mình đăng video lên thì nó không nhận được nhiều lượt xem ban đầu. Và rất có thể những tài khoản mà mọi người chúng ta vừa mới lập xong mà mình up video lên thì nó có thể gặp những trường hợp là không view, hoặc là chúng ta sẽ gặp trường hợp đó là không hiện video lên trên kênh. Ok, và ở thời điểm hiện tại thì TikTok họ đang kiểm duyệt rất là chặt về cái tài khoản mới này. Và gần đây nhất, cách đây một vài ngày thì Quang có dùng một cái Gmail hoàn toàn mới. Quang lập một tài khoản TikTok mới và sau đó khoảng tầm 1 giờ đồng hồ thì Quang bắt đầu đăng thử một video lên trên kênh TikTok. Và rất là bất ngờ, Quang thấy rằng cái video này khi mà mình đăng lên nó không hiện lên trên kênh. Và Quang thử lại lần 2, thử lại lần 3, kết quả vẫn như vậy, nó không hiện lên trên kênh đó. Và khi mà Quang dùng một tài khoản khác để tìm kiếm thì không tìm thấy video đó, bấm vào trong cái kênh mà mình vừa lập thì cũng không nhìn thấy hai cái video mà mình đã đăng lên đó ở đâu. Vậy thì câu chuyện đặt ra là ở thời điểm này thì TikTok họ cũng đã rất khó khăn trong cái việc mà chúng ta tạo một tài khoản mới và chúng ta bắt đầu đăng video lên. Thế thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta có thể tạo được một tài khoản và sau đó thì xác minh nó để có được cái sự uy tín, và làm thế nào để mình đăng lên thì nó sẽ hiện được cái video lên trên kênh và có được một cái lượng lượt xem phân phối ban đầu nó tốt. Ok, Quang sẽ chia sẻ cho mọi người này. Điều đầu tiên mọi người cần phải chuẩn bị cho Quang khi mà lập tài khoản TikTok ở thời điểm này, đó là chúng ta cần phải có một cái SIM điện thoại. Bắt buộc ở thời điểm này chúng ta phải có SIM để lập tài khoản. Thứ hai, mọi người chúng ta cần phải có một cái Gmail. Tuy nhiên Quang cảm thấy rằng đó là cái Gmail này nó sẽ cần phải là một Gmail chúng ta đã tạo một thời gian rồi, chứ không nên là một Gmail mới tạo. Quang đã dùng một Gmail mới hoàn toàn, vừa mới lập xong và đăng ký tài khoản TikTok thì ngay lập tức là video đăng lên nó còn không hiện ở trên kênh, chứ chưa nói gì đến việc là có được phân phối hay không. Cho nên phải có một SIM này, cũng như là phải có cái Gmail mà mình đã tạo lâu rồi, có thể tạo cách đây một vài tháng rồi càng tốt. Và lúc này thì mọi người chúng ta bắt đầu lập tài khoản. Khi mà chúng ta lập tài khoản xong thì chúng ta sẽ cần phải tối ưu cho Quang. Thứ nhất đó là cái tên kênh. Mình sẽ đặt tên kênh, có rất là nhiều cách đặt, ví dụ như là đặt tên thật của mình, hoặc là đặt tên của mình cộng với một cái biệt danh của mình. Tiếp theo chúng ta cần phải tối ưu cái avatar. Hãy đặt ảnh đại diện có gương mặt của bạn vào. Bạn sẽ tối ưu cho Quang cái ID kênh. ID kênh là cái phần mà chúng ta sẽ viết liền không giấu tên của mình xuống để tạo thành một cái ID kênh. Phần mô tả tiểu sử, hãy viết vào đó ngắn gọn một chút gì đó, mô tả về bản thân bạn hoặc là cái sản phẩm mà bạn đang bán. Và kêu gọi hành động, hãy nói với người mua nếu bạn muốn mua hàng hãy bấm vào TikTok Shop. Và việc tiếp theo bạn không thể nào thiếu được, đó là bạn cần phải xác minh cho Quang cái Gmail, xác minh cho Quang cái số điện thoại. Cần phải điền đầy đủ thông tin liên lạc của bạn vào. Và lúc này thì tài khoản của bạn sẽ có thể uy tín hơn để nhận được nhiều lượt xem ban đầu hơn. Việc tiếp theo mà bạn cần làm đó chưa phải là đăng video, mà bạn hãy dành ra cho Quang đâu đó khoảng từ 2 đến 3 ngày để lướt ở trên new feed và tương tác. Bạn có thể thêm địa chỉ mua hàng của mình vào và mua một vài đơn hàng khi mà làm affiliate. Cái việc mà chúng ta tương tác, việc mà chúng ta thêm được địa chỉ mua hàng và việc mà chúng ta mua hàng ấy thì sẽ được TikTok nhìn nhận rằng đây là một tài khoản của người dùng thật. Và khi đó thì chúng ta đăng video lên ấy, chắc chắn sẽ nhận được những cái lượt phân phối ban đầu nó nhiều hơn. Và mọi người cứ nhớ giúp Quang, cái lượt phân phối ban đầu tốt tức là có trên 100 lượt xem. Nếu như video của mình đăng lên mà thấy rằng nó đẩy lên trên 100 lượt xem thì đây là một tài khoản mà chúng ta đã có thể bắt đầu sử dụng, và sau đó thì mình hãy đăng nhiều video lên nữa. Còn việc mà để nó vượt qua 1.000 lượt xem thì nó không liên quan gì đến cái việc là chất lượng tài khoản ban đầu mình lập cả, mà nó chỉ liên quan đến việc là nội dung mình làm có tốt không, sản phẩm mình affiliate nó có hiệu quả hay không, nó có lượt bán hay chưa, nó có giá rẻ hay không, có được nhiều lượt click hay không. Thế nhưng nếu như bạn lập được một cái tài khoản chuẩn ngay từ ban đầu thì chắc chắn rằng cái tỷ lệ lượt xem ban đầu nó sẽ cao hơn, và từ đấy thì video của bạn nó sẽ dễ dàng có thể lên xu hướng được hơn. Và bản thân Quang ngày hôm nay thì Quang cũng vừa lập thêm một tài khoản mới, sau đó thì Quang add thêm số điện thoại vào, Quang thêm Gmail vào, Quang đi tương tác một thời gian và sau đó bắt đầu đăng video lên. Thì ngày hôm nay những video đó đã vượt qua 100 lượt xem và có những video đạt tới khoảng tầm gần 200 lượt xem rồi. Ok, và hy vọng rằng video này sẽ giải đáp được những cái thắc mắc cho những người mới bắt đầu. Chúng ta mới tham gia vào TikTok, mới tham gia vào Affiliate. Và mình muốn rằng có một cái quy trình để mình lập kênh chuẩn ngay từ đầu, để tránh việc mà mình lập lên rồi, mình đăng lên, nó không có view thì mình lại phải xóa đi, mình làm lại. Hy vọng rằng video này sẽ hữu ích đối với bạn. Và nếu bạn thấy video này hay thì nhớ là để lại cho Quang một like cũng như là một đăng ký kênh, để mỗi khi mà Quang ra video thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Nguyễn Đình Quang xin chào và hẹn gặp lại bạn ở trong những video tiếp theo.